Phó Chủ tịch Fed Brennan cho rằng lạm phát vẫn là một thách thức đáng kể và Fed sẽ cần thời gian để giảm tốc độ tăng giá. Bà cũng lưu ý rằng việc bắt đầu nới lỏng chính sách quá sớm sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chủ tịch Fed Chicago Evans cho rằng lãi suất mục tiêu nên tăng nhẹ trên 4,5% vào đầu năm tới và giữ nguyên ở đó một thời gian. Jamie Dimon, giám đốc điều hành của JP Morgan, dự đoán suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ có khả năng xảy ra trong 6 đến 9 tháng kể từ bây giờ. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản một lần nữa nhấn mạnh rằng các động thái ngoại hối đang được theo dõi chặt chẽ và các cơ quan chức năng sẵn sàng đáp trả những động thái thái quá. Các bình luận được đưa ra khi USD/JPY tăng lên trên 145,70. Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong 10 ngày đầu tháng 10. Nhập khẩu giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu chip giảm 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Động thái giảm cũng được phát hiện trên thị trường tiền điện tử. Bitcoin giảm 1,1%, Ethereum giao dịch thấp hơn 2,5% và Ripple giảm gần 5%. Đừng quên theo dõi kênh để xem nhiều nội dung hấp dẫn về trading mỗi ngày nhé!